Người Việt Nam khiến thế giới nể phục khi làm được điều không tưởng với nông nghiệp châu Phi. Thế giới thán phục những người Việt Nam này vì đã làm ra phép màu nông nghiệp tại châu Phi. Nông nghiệp 4.0 xin chào các bạn. Thời gian gần đây, cả thế giới đang dõi theo hành trình nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi của team Quang Linh. Những thanh niên đã mang trái tim Việt Nam đến thay đổi cuộc đời đói nghèo của những người dân tại làng quê nghèo Angola, châu Phi. Nhưng bạn có biết, đây không phải là lần đầu tiên người Việt Nam khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng, thán phục những điều chúng ta đã làm với nền nông nghiệp châu Phi. Có một sự thật là người dân các quốc gia châu Phi thật sự rất quý mến và thần tượng đất nước con người Việt Nam. Tuy chúng ta chỉ là một quốc gia nhỏ bé, chịu hậu quả nặng nề từ những cuộc chiến tranh, nhưng sự hồi phục và phát triển thần kỳ của Việt Nam khiến không chỉ người châu Phi mà cả thế giới phải khâm phục. Cách đây nhiều thập kỷ, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều dân tộc ở Trung Đông và châu Phi. Trung Phi cũng từng là thuộc địa của Pháp. Lấy Việt Nam làm hình mẫu, họ đồng loạt nổi dậy vũ trang và phi vũ trang, đấu tranh chính trị đòi độc lập. Uy tín Việt Nam qua các cuộc chiến tranh là rất lớn. Người dân Trung Phi thấy được một Việt Nam hùng mạnh về quân sự, cho rằng bộ đội Việt Nam thật thiện chiến, kiên cường. Chiến tranh đã kết thúc, Việt Nam gạt đi đau thương, mạnh mẽ bước vào phát triển nông nghiệp, kinh tế. Từ một quốc gia thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực, đến nay Việt Nam không chỉ làm đủ ăn mà còn xuất khẩu gạo, nông sản đi khắp thế giới, xếp thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo. Chất lượng gạo cũng nhiều lần được vinh danh thế giới. Đó chính là thứ toàn châu Phi đang khao khát. Châu Phi, lục địa khắc nghiệt nhất trên trái đất, luôn trong tình trạng nghèo đói. Tại đây, nền nông nghiệp cực kỳ lạc hậu. Bởi vậy mà dù cho khí hậu và đất đai chẳng thua kém Việt Nam hay những quốc gia khác trên thế giới, nhưng châu Phi vẫn làm chẳng đủ ăn, phải nhập khẩu gạo và nhiều loại nông sản từ Việt Nam. Người dân nghèo châu Phi luôn ao ước nhận được sự giúp đỡ của thế giới. Nhưng những quốc gia giàu có hoặc chẳng quan tâm hoặc chỉ mượn cớ giúp đỡ để quét sạch tài nguyên, khoáng sản của châu Phi. Thậm chí chính phủ các quốc gia châu Phi cũng loay hoay không biết làm gì. Nhiều nơi còn vô tâm với chính người dân đang đói khát. Chính lúc này, không ai khác, chính người Việt Nam đã giang tay ra giúp đỡ người dân nghèo châu Phi. Nhắc đến hành trình nông nghiệp Việt Nam tỏa sáng tại châu Phi, chúng ta không thể không nhắc đến giáo sư Võ Tòng Xuân, sứ giả trong vai trò cố vấn chương trình an ninh lương thực cho châu Phi. Ông đã làm nên điều kỳ diệu trên mảnh đất cằn cỗi này, thay đổi cuộc sống nghèo khó của hàng ngàn người châu Phi. Quốc gia châu Phi đầu tiên giáo sư Võ Tòng Xuân đặt chân đến là Sierra Leone, một quốc gia nằm ở Tây Phi. Nhận thấy Sierra Leone đất rộng, người thưa, điều kiện khí hậu lại khá giống với đồng bằng sông Cửu Long, nhưng đa số người dân vẫn trong tình trạng thiếu đói do thiếu trình độ và kỹ thuật canh tác. Đại bộ phận nông dân vẫn trồng lúa dài ngày, lệ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nên năng suất rất thấp. Giáo sư Võ Tòng Xuân quyết định mang cây lúa và kỹ thuật trồng lúa nước Việt Nam đến vùng đất này. Nói thật, nếu cho người Việt Nam canh tác trên đất châu Phi, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đói, thậm chí còn đủ gạo để xuất khẩu ấy chứ. Người dân châu Phi thiếu nhất chính là kiến thức nông nghiệp, phải cho họ cái cần câu chứ không phải là con cá. Qua tính toán, giáo sư Võ Tòng Xuân đưa ra công thức, một nông dân Việt Nam sẽ cầm tay chỉ việc từ kỹ thuật khoa học cho đến văn minh làm lúa nước cho 4 nông dân bản địa. Trong đó, nông dân bản địa được hưởng tiền đi học tương đương với ngày công lao động nên rất chuyên tâm học tập. Với đà này, chỉ cần từ 2 đến 3 vụ là những nông dân Sierra Leone sẽ trở thành hai lúa chính hiệu. Sau khi lên kế hoạch, giáo sư đã tổ chức một nhóm 5 chuyên gia Việt Nam sang Sierra Leone, bắt đầu thử nghiệm giống lúa mang từ đồng bằng sông Cửu Long và đo đạc, thiết kế phục hồi hệ thống thủy lợi trên khu đất 100 ha do Đài Loan thiết lập trước đây nhưng đã bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn. Sau 2 vụ, nhóm chuyên gia đã đạt 4,7 tấn gạo trên mỗi hecta chỉ trong 95 ngày. Thành công này không chỉ chứng minh Việt Nam là lá cờ đầu về kỹ thuật lúa nước, mà qua đó còn cung cấp cho thế giới phương pháp luận về hành động thiện nguyện. Không phải có tiền là quốc gia, tổ chức này có thể vớt quốc gia, tổ chức kia ra khỏi vũng lầy nghèo đói. Một nước không giàu như Việt Nam vẫn có thể giúp cả châu Phi tự lực vượt qua nạn đói nếu biết tính toán, vận dụng chất xám một cách hợp lý. Tại sao thế giới phải thán phục khi nhóm chuyên gia người Việt làm được điều này? Bạn nghĩ lý do chúng ta làm được trong khi nhiều tổ chức, quốc gia khác giàu có hơn vẫn thất bại? Hãy bình luận ý kiến của bạn về vấn đề này ở bên dưới nhé! Một số chuyên gia Việt Nam nhận ra nông dân của châu Phi chưa thích nghi với thâm canh, rất khó tiếp thu kỹ thuật mới. Đây là lý do tại sao phần lớn các tổ chức viện trợ quốc tế của phương Tây đưa kinh phí lớn và chuyên viên đắt tiền đến giúp châu Phi sản xuất lương thực đều không đạt được mục đích một cách bền vững. Một số quốc gia đã đem công dân của mình sang châu Phi chiếm đất để trồng lúa, đang bị dư luận quốc tế lên án là cướp đất. Cách làm của chuyên gia Việt Nam chúng ta khác hoàn toàn những tổ chức trước đây. Chương trình giúp châu Phi của Việt Nam đi theo 4 bước. Đầu tiên, thử nghiệm, xác định giống lúa thích nghi. Tiếp theo là nhân giống lúa thích nghi. Thứ ba là thiết lập hệ thống thủy lợi hoặc thiết kế đồng ruộng sử dụng nước trời mưa. Và cuối cùng là tổ chức sử dụng nông dân địa phương dưới sự hướng dẫn, cầm tay chỉ việc của nông dân Việt Nam. Việt Nam đặt niềm tin và trách nhiệm vào tay nông dân châu Phi rằng với tài nguyên đất đai rộng lớn, châu Phi sẽ tự túc được lương thực bằng khoa học kỹ thuật của Việt Nam. Nối tiếp sự thành công tại Sierra Leone, giáo sư Võ Tòng Xuân mang cây lúa nước Việt Nam sang cả Nigeria, Mozambique, Sudan, Rwanda, Burundi và Liberia. Người dân châu Phi giờ đây đã có thể tự tay canh tác lúa nước theo kỹ thuật Việt Nam. Nhưng lúc này, một vấn đề khác lại xuất hiện, đó là năng suất lao động của nông dân châu Phi quá thấp so với các cánh đồng rộng lớn của họ. Nếu cấy lúa theo cách truyền thống của Việt Nam, gieo mạ, xúc mạ, cấy lúa thì không biết đến bao giờ họ mới cấy xong một cánh đồng. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao họ không mua những cỗ máy nông nghiệp giống như Mỹ? Thực ra các quốc gia châu Phi đã mua rồi đấy chứ. Nhưng cỗ máy khổng lồ sang đến châu Phi lại thành kẻ to xác vô dụng. Chiếc xe chỉ chạy được trên đất, chứ xuống bùn là chết cứng, không thể di chuyển. Những tưởng các chuyên gia cũng phải bó tay thì lúc này, một lần nữa, người Việt Nam lại ra tay giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, gọn lẹ bằng phát minh máy gieo xạ lúa. Chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện của anh Phạm Thanh Liêm, một nông dân chỉ học hết lớp 6 nhưng đã chế tạo thành công cỗ máy giúp thay đổi nền nông nghiệp canh tác lúa nước ở châu Phi. Năm 2008, anh Liêm bỗng nổi lên như một hiện tượng ở tỉnh Đồng Tháp, sản xuất thành công máy xạ hàng kết hợp phun thuốc trừ sâu. Tiếng lành đồn xa, nghe tiếng anh Liêm, giáo sư Võ Tòng Xuân đến mời anh tham gia dự án giúp nông dân châu Phi trồng lúa với nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật sử dụng máy nông nghiệp. Anh gãi tai lắc đầu. Em mới học xong lớp 6 mà biết gì thầy, chuyện đó để cho kỹ sư họ làm. Ông Xuân nói, không có bằng cấp mà làm được công việc của kỹ sư thì còn hơn kỹ sư. Tôi cần người làm được việc chứ không cần người có bằng cấp. Thế là anh Liêm cùng thầy Xuân qua châu Phi để tư vấn cho đối tác Mozambique về máy nông nghiệp. Tại đây, người ta chỉ những chiếc máy cày John Deere đồ sộ và nặng nề như con trâu mộng, nhờ anh Liêm cải tiến, thay bánh xe cao su của John Deere bằng bánh lồng như ở Việt Nam. Anh Liêm từ chối vì chiếc máy quá to và nặng. Tưởng máy móc đắt tiền như thế nào, hóa ra lại thua cái máy xạ lúa tôi tự làm ở Việt Nam. Anh Liêm liền mô tả cho ông Nuno Unige, giám đốc công ty Ubuntu về hoạt động của những chiếc máy xạ, máy gặt đập liên hợp của Việt Nam. Tức mình, ông Nuno Unige bay sang Việt Nam, tới tận láng biển xem máy. Ra đồng, thấy máy xạ Thanh Liêm bon bon trên ruộng, lúa xạ xuống đều tăm tắp và máy gặt đập chạy rào rào, quào cắt lúa phía trước, suốt lúa phía sau, ông mê tít. Thế là thay vì mua máy John Deere giá cả ngàn USD, ông quyết định mua liền 5 máy xạ và 5 máy gặt đập liên hợp gửi về Mozambique, đồng thời yêu cầu anh Liêm gửi chuyên gia giỏi qua giúp chuyển giao công nghệ, kể cả kỹ thuật trồng lúa. Thế là anh Liêm cử 5 nông dân sản xuất giỏi qua huấn luyện cho nông dân và thợ của Mozambique. Anh kể, người dân châu Phi gọi tụi tôi là ông kỹ sư không hả? Nhưng đó chỉ là những nông dân giỏi làm ruộng và dành nghề cơ khí, chứ chẳng có bằng cấp gì giáo. Sau Mozambique, đại diện ngành nông nghiệp của Sudan cũng đặt mua 10 máy gặt đập liên hợp. Đưa máy đi rồi, gửi người làm chuyên gia, anh Liêm còn phải tính chuyện đưa phụ tùng qua thay. Chớ ở bển biết kiếm đâu ra phụ tùng. Mới tháng rồi, phía Mozambique phải cử người bay cả ngàn cây số qua Việt Nam chỉ để mua 2 cái bạc đạn. Thành công của người Việt Nam khi mang cây lúa Việt sang châu Phi đã khiến cả thế giới nể phục. Con người nhỏ bé đến từ quốc gia nhỏ bé nhưng chúng ta đã làm nên điều phi thường. Thật tự hào hai tiếng Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà nếu bạn có cơ hội đặt chân đến châu Phi, chắc chắn bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước tình cảm của người dân ở châu lục này dành cho Việt Nam chúng ta. Với họ, người Việt Nam thật tốt bụng, nhân hậu, giỏi giang. Đó là giáo sư Võ Tòng Xuân, anh Phạm Thanh Liêm và hiện nay là team Quang Linh. Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi đang ngày càng phát triển. Bạn có đang theo dõi hành trình nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi của team Quang Linh? Chúng ta tự hào và ủng hộ cho những thanh niên đã mang hai tiếng Việt Nam đến những bản làng châu Phi nghèo khó. Bạn tiếc gì một like cho các bạn trẻ ấy và để lại cảm nghĩ của mình dưới phần comment. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Nông nghiệp 4.0 để tiếp tục cùng chúng mình khám phá nền nông nghiệp thú vị trên khắp thế giới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.